Rồi, giữa 1.000 con 3 tháng, giờ tới giờ giao cho khách hàng 1 tháng nha. Đo ngang nha bà con. 33 là đo ngang nha, không có dọc nha. Hàng 1 tháng tuổi. Đóng đi cái bài. Ai ở ngoài Bắc là tôi giao bằng cái bài. Ai miền Trung, miền Tây, miền gì tôi cũng giao hết nha. Giữa 33 Sài Gòn, chạy 33 ở Kiên Giang nha. Ai cần giống 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi. Hàng thịt 1 lạng, 2 lạng, 3 lạng, 4 lạng thì cứ liên hệ giữa 33 Sài Gòn 0778789365. Nay thứ 6 ngày 19 tháng 2. Rồi, chào bà con. Đây nè, ba của chú lên nè, Sài Gòn nè. Hàng 2 xăng giữa đến 3 xăng nha. Rồi, hàng 1 tuần của tôi ở đây nè. Ok không? Ok ha. 2 thùng.